Chú là Đỗ Đình Khôi, ở 157 phố Chợ Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Năm nay là 65 tuổi. Trước đây là chú đi bộ đội, học nghề xong thì đi bộ đội 5 năm liền. Thì chiến đấu ở trên chiến trường Vị Xuyên, Hà Tuyên. Chiến đấu ở đấy hơn một năm thì cũng ác liệt lắm. Thì sau đó ra quân thì là chuyển ngành về dạy nghề ở trường cao đẳng xây dựng ngoài Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội. Thì đến nay là chú là năm 60 tuổi, tức là năm 2019 là chú về nghỉ hưu. Con được biết chú là một bệnh nhân bị bệnh mất ngủ đã lâu rồi ạ. Vậy thì chính xác là chú bị mất ngủ từ năm nào? Và lúc đấy thì chú thấy là cơ thể của mình có những biểu hiện gì ạ? Bệnh mất ngủ này thì đúng ra là nó diễn biến âm thầm từ nhiều năm, từ năm mà đi học nghề đã bị bệnh mất ngủ rồi, đã bắt đầu có cái biểu hiện của bệnh mất ngủ rồi. Đi học nghề thì nó, thời tiết nó oi nóng mà ở tập thể nó đông, đông người không ngủ được. Mà nó thời tiết oi nóng, không có quạt, không có điều hòa nhiệt độ, không có gì cả. Thành ra là cũng không ngủ được. Vào quân đội cũng vậy, điều kiện sống nó khắc nghiệt quá. Thì cũng sinh ra mất ngủ. Thế sau đó thì càng có tuổi thì bệnh mất ngủ này nó càng tiến triển mạnh, nặng hơn. Thì nặng nhất là đến khi mà gần đến khi về hưu thì vẫn còn công tác độ 5-6 năm nữa thì lại bị một lần. Một lần thì đi bệnh viện uống thuốc thì nó cũng đỡ, cũng khỏi, cũng lại ngủ lại được. Nhưng mà đến khi về hưu thì đúng năm về hưu khoảng được một năm thì bệnh mất ngủ này nó tiến triển nặng hơn. Không ngủ được, mà không ngủ được suốt đêm, cả 1-2 tuần liền, thậm chí đến 3 tuần, 2-3 tuần liền không ngủ được một tí nào nữa. Thì thành ra nó người nó khó chịu, nó khó chịu lắm. Không ngủ được, thức trắng đêm ngày nào cũng như ngày nào, buồn bực lắm, người nó khó chịu lắm. Mà nó ủ rũ, nó hay thở dài, nó cũng không biết làm thế nào được, đứng ngồi không yên, người nó khó chịu. Mà ăn cũng ăn kém hơn, không cảm thấy nó không ngon, không ngon miệng. Thế sau có thời kỳ là nó người nó gầy đi, người nó gầy lắm, sút cân nhiều lắm. Bình thường của chú là độ 72-73 cân, nhưng mà lúc thấp nhất là 64-65 cân là nó sụt xuống như thế. Cảm thấy là tinh thần nó tiêu cực lắm. Nếu mà bị mất ngủ như thế thì chú đã đi khám ở những bệnh viện nào rồi ạ? Mất ngủ thì không biết làm thế nào được. Thì bắt đầu mới nghĩ ra là đi các thầy thuốc xung quanh đây. Xung quanh đây có các cái bác sĩ ở xung quanh nhà đây. Ở đấy, những các cái hiệu thuốc đấy thì cũng đến tìm mua thuốc về uống. Cho loại thuốc gì cũng uống nó không khỏi được. Là phải đi bệnh viện. Đầu tiên lên bệnh viện huyện. Hồi đấy thì người ta điều trị bằng cái phương pháp là đông y. Tức là sắc thuốc lên cho uống. Sắc thuốc cho uống thì mua cả túi thuốc to. Người ta sắc sẵn rồi, mình về mình chẳng ngày chỉ việc uống thôi. Uống thì rồi thì các cái máy nó thí dụ như là về mạch, châm vào mạch máu. Thì đấy thì bệnh viện đa khoa huyện đấy thì cũng không giải quyết được. Vẫn không mất ngủ, vẫn không giảm. Mà nằm đấy cả tháng rồi. Nằm trên bệnh viện cả tháng cũng không giải quyết được. Thế sau đó chúng mới sang bên Hà Nội. Bên Hà Nội thì đầu tiên là chú vào cái bệnh viện gần nhà là bệnh viện y học cổ truyền của Hà Đông. Hà Đông, bộ bệnh viện y học cổ truyền của Bộ Công an Hà Đông. Thì vào đấy gặp các bác sĩ, rồi bác sĩ cũng kê đơn cho, nhưng mà về nhà cũng uống thuốc 1-2 tuần, cũng không thấy đỡ. Không thấy đỡ sau mới về, chú mới đọc ở trên mạng thì là tìm thấy là bệnh viện 103 thì cũng chữa về cái bệnh này. Thì ra 103 khám thì bác sĩ cho thuốc thì tháng đầu tiên cho thuốc về nhà cũng thấy đã ngủ được rồi. Sau đó thì các bác sĩ ở ngoài đấy cũng khuyên là về theo bệnh viện ở tỉnh thì nó gần hơn, thì mà không phải mất tiền, thì sau chú về theo bệnh viện ở trên tỉnh Bắc Ninh. Thì theo bệnh viện trên tỉnh Bắc Ninh thì nằm ở trên bệnh viện đấy mất 2 tuần thì sau đó là điều trị ngoại trú. Thì hàng tháng là chú cứ lên đây lấy thuốc thôi, các bác sĩ cho thuốc khám rồi thì cho thuốc thì là về uống.
Uống cái thuốc Tây thì sáng dậy thì cảm thấy là người nó cũng mệt mỏi và nó cũng không được thoải mái. Tại vì ngủ nó cũng không được sâu giấc mà. Thời gian ngủ cũng được, nhưng nó không sâu giấc. Thứ hai là nó phát sinh ra cái bệnh ngứa. Ngứa người. Nó về sau nó sinh ra nó ngứa lắm. Thế bảo là thế này thì cũng uống thuốc Tây mãi thì cũng thấy nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì ảnh hưởng đến gan rồi thì đến thận. Thì mới tìm cách là chuyển sang cái thuốc nam, thảo dược. Chú mới đọc trên internet rồi thì là trên mạng thì mới biết được là cái sản phẩm Boni Happy. Thì chú mới mua về uống, mua ở hiệu thuốc, ra hiệu thuốc mua. Vâng ạ, vậy thì chú sử dụng cái sản phẩm Boni Happy với liều là bao nhiêu viên một ngày? Và khi sử dụng ấy thì chú thấy là cái hiệu quả như thế nào ạ? Boni Happy là chú dùng là 4 viên một ngày. Đúng theo hướng dẫn là 4 viên một ngày, theo hướng dẫn ở trong cái toa thuốc. Thì sáng uống 2 viên, chiều uống 2 viên sau ăn. Uống kèm với tối đi ngủ là uống thuốc Tây. Tây thì cũng ngủ được độ 4-5 tiếng. Cho nên là chú vẫn duy trì uống cái thuốc Tây. Uống thuốc Tây thì mình vẫn duy trì. Mà sau đó là mình uống thêm cái thuốc Boni Happy vào thì nó ngủ được, nó ngủ ngon lắm. Thì giấc ngủ nó dài hơn. Nó ngủ nó khoảng độ có khi được 7-8 tiếng một ngày, ngủ rất là thoải mái. Vào giấc ngủ dễ, đấy là cái sướng nhất. Vào giấc ngủ dễ mà giúp ngủ kéo dài. Không lo gì là đêm nằm là có ngủ được hay không. Nên giường là vào giấc ngủ rất là dễ. Mình cái điều kiện của mình bây giờ nó cũng tốt hơn. Điều hòa rồi quạt mát thì uống thuốc vào là ngủ, ngủ rất là ngon. Bình thường thì là ngủ một mạch. Một mạch từ tối đến sáng. Có hôm mà có thi thoảng có hôm mà dậy thì lại vào lại vẫn ngủ được. Thì chứng tỏ là cũng rất là tốt. Trưa cũng ngủ được khoảng độ 1 tiếng. Sáng ra ngủ dậy thì nó thấy nó tinh thần nó khỏe khoắn, nó thoải mái. Nó như là cái lúc mà mình còn khỏe, còn ít tuổi. Thì nó không thấy nó ẻ oải, không thấy ấy nữa. Thứ hai là không có cái hiện tượng là thở dài, không thấy ấy nữa. Tại vì trước đây mà khi mà mất ngủ mà không ngủ được là ai thở dài thì thậm chí là hay ngáp nữa. Thì hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo là nó là do là thiếu máu oxy lên não thì nó sinh ra cái hiện tượng hay ngáp. Khoảng 5:30 là chú dậy là đi thể dục. Đấy, người nó thấy nó khỏe rồi sáng ra đi thể dục thì đi xe đạp thì sáng đi xe đạp thì cũng thấy khỏe. Sáng đi xe đạp khoảng độ tiếng hơn tiếng. Đấy, chiều về là khoảng độ mùa hè thì khoảng độ 5:30. Có hôm mà nắng thì là hơn 1 tí nữa mới đi, thì là cũng đi khoảng độ 1 tiếng. Thì người cảm thấy nó khỏe khoắn, nó lại vui khỏe, lại tinh thần lại phấn khởi. Thế sau đó là chú mới giảm liều cái liều thuốc Tây đi. Giảm đi một nửa thì hiện nay là chú giảm một nửa liều thuốc Tây đi. Thì uống một nửa liều thuốc Tây thôi. Thì thấy là ăn được ngủ được, mà sức khỏe tinh thần thấy phấn khởi. Hàng ngày đi thể dục thể thao thấy phấn khởi với anh em bạn bè thứ, thấy nó vui, cuộc sống nó vui khỏe. Thì hiện nay là ổn định ở cái mức độ là hàng ngày ngủ nghe rất là thoải mái và giấc ngủ rất thoải mái, không phải no gì nữa. Chúc mừng chú đã có những cải thiện rất là tốt trên sức khỏe như thế ạ. Nhưng mà khi mà sử dụng cái sản phẩm Boni Happy thì chú có thấy là có tác dụng phụ gì không ạ? Không, Boni Happy không có tác dụng phụ gì cả, yên tâm là dùng là không phải no gì. Không lo gì tác dụng phụ gì cả. Cái sản phẩm này nó bằng thảo dược rồi thì là mình về mình uống. Và thứ hai là cũng thấy là cái tác dụng phụ của cái thuốc Tây nó giảm đi. Do mình giảm cái liều thuốc Tây đi thì cái vấn đề ngứa trong người là nó giảm đi. Mình thấy rõ được cái vấn đề đó thì giấc ngủ từ cái ngứa nó giảm đi thì giấc ngủ lại ngon hơn. Đấy. Tại vì đêm ngủ nó không ngứa thì nó giấc ngủ nó sẽ là ngon hơn. Cảm thấy nó ổn định, người nó cũng thấy nó khỏe mạnh, rồi thì cơ thể nó thấy nó điều hòa. Uống thuốc vào thì nó thấy cơ thể nó điều hòa, nó không thấy nó nóng trong, không thấy nó táo bón. Đấy. Thì cái bệnh táo bón cũng rất là nguy hiểm, cũng rất là khó chịu. Thì uống vào thì chú lại thấy nó lại đỡ được cả cái bệnh đấy nữa. Thế là chú thấy là cũng rất là tốt.
Từ đấy là chú cứ đều đặn chú uống cái Boni Hep đi. Trước đây là mình mong ước được, mơ ước được sao có một cái giấc ngủ. Thì đúng là bây giờ là được có cái giấc ngủ như thế, tức là một cái ước mơ là thành sự thật. Ước mơ được ngủ, được có giấc ngủ ngon thì bây giờ là được ngủ ngon, ăn được, ngủ được. Cháu cảm ơn những chia sẻ của chú ngày hôm nay. Chúc chú và gia đình sẽ luôn có được sức khỏe và hạnh phúc ạ.